xác định đối tác, đối tượng trong công tác đối ngoại. Thực tiễn công tác đối ngoại gần hai thập niên qua cho thấy, nguyên tắc xác định đối tác, đối tượng trong nghị quyết là căn cứ hết sức quan trọng để Việt Nam xử lý hài hòa, ổn thỏa mối quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn. Trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam xác định rõ những mặt có thể hợp tác và các mặt cần đấu tranh và đã kiên định xử lý thành công cả hai mặt này trên cơ sở phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài. Hướng tới tương lai được xác định vào năm 1999, hai bên đã bổ sung tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt vào năm 2005. Năm 2008, hai bên nhất trí thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Về vấn đề biên giới, lãnh thổ, hai bên đã hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc vào năm 2008 và ký kết ba văn kiện về quản lý đường biên giới trên đất liền vào năm 2009 về lĩnh vực thương mại, từ năm 2004, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đạt 165,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,6% so năm 2020. Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 200 tỷ đô la Mỹ, đạt 230,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,7% so với năm 2020 nếu tính theo đồng đô la Mỹ và 12% khi tính bằng đồng nhân dân tệ nhân dân tệ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ sáu của Trung Quốc trên thế giới sau các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đức và Australia. Về các vấn đề trên biển, hai bên đã ký kết thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam Trung Quốc vào năm 2011, duy trì hoạt động thường xuyên các cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ. Các cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao hai nước và ba cơ chế đàm phán nhóm công tác cấp chuyên viên Việt Nam, Trung Quốc về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển đối với các vấn đề tồn tại do lịch sử để lại liên quan đến chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán của việt nam trên biển đông cũng được giải quyết ổn thỏa nhờ quán triệt chặt chẽ nguyên tắc đối tác đối tượng việt nam kiên trì kiên quyết bảo vệ chủ quyền quyền chủ quyền quyền tài phán của tổ quốc giải quyết những bất đồng thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trong thời gian đó quan hệ hợp tác với trung quốc vẫn được duy trì thúc đẩy theo tổng cục thống kê việt nam Năm 2014, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 43,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,2% so với năm 2013. Nhập siêu cả năm 2014 từ Trung Quốc ước tính đạt 28,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,8% so với năm 2013. Trong quan hệ với Mỹ, Việt Nam đã tranh thủ thành công các mặt hợp tác. Tháng 3 năm 2006 Việt Nam kết thúc đàm phán song phương với Mỹ về việc Việt Nam gia nhập WTO. Tháng 12 năm 2006, Quốc hội Mỹ đã thông qua quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn PNTA với Việt Nam. Đây là những bước quyết định trong tiến trình gia nhập WTO của nước ta. Ngày 25 tháng 7 năm 2013, hai bên xác lập quan hệ đối tác toàn diện về thương mại. Sau khi hiệp định thương mại Việt Nam Hoa Kỳ BTA có hiệu lực, Doanh số thương mại giữa hai bên tăng mạnh từ 450 triệu đô la Mỹ năm 1995 lên hơn 111 tỷ đô la Mỹ năm 2021. Mỹ nhanh chóng trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và cũng là thị trường Việt Nam xuất siêu lớn nhất. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, mặc dù Mỹ không đứng đầu trong các nước đầu tư vào Việt Nam, nhưng Việt Nam đã tận dụng được các khoản đầu tư của Mỹ vào những ngành lĩnh vực đặc biệt cần để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đổi mới mô hình tăng trưởng đó là những ngành lĩnh vực công nghệ cao có giá trị gia tăng cao và được đầu tư từ các tập đoàn toàn cầu có tầm nhìn dài hạn của Mỹ như Apple, Qualcomm, Nike, Morgan Stanley, ACORN International, General Dynamics, Google. Về quốc phòng, tháng 9 năm 2011, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ mô về hợp tác quốc phòng. Theo đó, Mỹ sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin đào tạo nhân viên cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển của Việt Nam, cũng như hỗ trợ Việt Nam một số trang thiết bị cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển tàu, xuồng tuần tra trên biển, hợp tác về lĩnh vực quân y. Tháng 6 năm 2015, hai bên ký kết tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước phát triển nhanh chóng và ngày càng thực chất. Các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh cũng được đẩy mạnh hơn mặt đối tượng trong quan hệ với Mỹ chủ yếu liên quan đến các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động chống phá Việt Nam trên đất Mỹ. Hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đưa ra các báo cáo đánh giá không khách quan về tình hình dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động chống phá Việt Nam quyết liệt, như Việt Tân, cái gọi là nhà nước đề ga độc lập, đều có trụ sở trên nước Mỹ. Trong nội bộ nước Mỹ luôn có những nhóm thúc đẩy việc gắn quan hệ kinh tế, thương mại với các điều kiện về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Một trong những ví dụ điển hình là việc ngày 15 tháng 9 năm 2004, Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC. Tuy nhiên, xác định rõ các mặt đối tác, đối tượng trong từng hành vi, từng nhân vật trong nội bộ nước Mỹ, Việt Nam đã kiên quyết đấu tranh với những nhóm cực đoan kiên trì đối thoại với những người có hiểu biết và ủng hộ quan hệ hai nước, ổn định tình hình ở Tây Nguyên, đồng thời mời phóng viên và một số trợ lý nghị sĩ Mỹ và thực địa để nắm rõ bản chất sự thật của vấn đề. Đến ngày 14 tháng 11 năm 2006, Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không có sự kiện này, khó có thể có sự kiện Quốc hội Mỹ thông qua quy chế PNTA với Việt Nam một tháng sau đó. Thực tiễn quan hệ của Việt Nam với các nước cả trong và ngoài khu vực gần 20 năm qua cho thấy, một là, Việt Nam xác định đối tác, đối tượng khi xử lý quan hệ với các nước chủ yếu theo cách thứ hai, đó là nhìn hành vi của họ trong các vấn đề cụ thể, hoàn cảnh cụ thể khi quan hệ với Việt Nam, khi có sự song trùng về lợi ích thì tranh thủ hợp tác, khi lợi ích không trùng hợp hoặc mâu thuẫn thì tùy theo mức độ. Việt Nam có hình thức đấu tranh phù hợp. Hai là, có rất ít nước luôn tôn trọng các mục tiêu của Việt Nam có lợi ích luôn trùng hợp với lợi ích của ta và cũng có rất ít nước luôn chống phá Việt Nam. Điều này đúng với cả những nước có vị trí địa lý rất xa Việt Nam, hầu như không có quan hệ kinh tế, thương mại với Việt Nam, nhưng vẫn bị tác động bởi các nước lớn trong những vấn đề liên quan đến Việt Nam về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Ba là cách tiếp cận theo thực thể trong nhiều trường hợp tạo khó khăn không nhỏ cho Việt Nam trong việc xây dựng đồng thuận nội bộ khi vẫn có sự tồn tại các cách nhìn khác nhau khi thảo luận về những vấn đề phức tạp trong quan hệ với các nước lớn, nhất là Trung Quốc và Mỹ. Thế giới đang chuyển sang một cục diện mới, cục diện hậu dịch bệnh COVID-19, cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn biến phức tạp. Mặc dù vẫn còn sớm để nhận diện rõ ràng, nhưng các diễn biến đến nay cho thấy, trong vòng 5 đến 10 năm tới, đặc điểm nổi trội trong quan hệ quốc tế được dự báo sẽ chuyển động theo chiều hướng các nước lớn tuy vẫn hợp tác, nhưng vẫn tiếp tục cạnh tranh thậm chí đối đầu gay gắt, căng thẳng hơn nhiều so với giai đoạn 5 đến 10 năm qua, nhất là trong những vấn đề liên quan đến địa chính trị, địa, kinh tế, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, làm thay đổi nhanh chóng tương quan sức mạnh kinh tế, quốc phòng và ảnh hưởng giữa các quốc gia, khuyến khích nhiều hình thức tập hợp lực lượng, liên kết mới giữa các quốc gia. Ngày 12 tháng 10 năm 2022, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ bảo vệ hiến trương Liên Hợp Quốc, phản đối Nga sắp nhập 4 tỉnh miền Đông và miền Nam Ukraine với 143 phiếu thuận. Từ 22 tháng 2 năm 2022 đến ngày 20 tháng 10 năm 2022, Mỹ và các nước phương Tây đã áp đặt 9.873 lệnh trừng phạt lên các tổ chức và cá nhân người dân Nga, bao gồm cả Tổng thống Nga VLA Vladimir Putin. Trong quan hệ với Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thực thi chính sách cạnh tranh khi cần thiết, hợp tác khi có thể đối đầu khi bắt buộc. Việc coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh là nhận thức chung của cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Điều này được dự báo có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên. Tháng 6 năm 2022, trong tài liệu chiến lược mới được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, lần đầu tiên NATO coi các chính sách áp đặt của Trung Quốc là thách thức đối với lợi ích, an ninh và giá trị của NATO. Đối với Trung Quốc, trong báo cáo chính trị trình bày tại đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2022, chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định lập trường dứt khoát là chống chủ nghĩa bá quyền và kiên cường đối mặt với tình trạng bị bắt nạt. Trung Quốc sẵn sàng đương đầu với sóng to, gió lớn và thậm chí là cả những cơn bão nguy hiểm sẽ chiến thắng trong chiến tranh khu vực. Kinh tế thế giới cũng được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với giai đoạn trước. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng 3,2% trong năm 2022 và 2,7% trong năm 2023, mức thấp nhất kể từ năm 2001 trừ giai đoạn xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, 2009 và dịch bệnh COVID-19. Lạm phát đang gia tăng nhanh và kéo dài ít nhất đến hết năm 2024, nhiều nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái trong năm 2023. Thương mại đầu tư quốc tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch COVID-19 nay lại chịu thêm tác động tiêu cực từ cuộc xung đột Nga, Ukraine. Cũng như vậy, các chuỗi sản xuất và phân phối toàn cầu vốn đứt gãy lại đứt gãy thêm nên càng khó phục hồi. Tình hình này gây hậu quả nghiêm trọng đối với tất cả các nước, nhất là các nước nghèo, các nước đang bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang. Khi cạnh tranh, đối đầu, các nước lớn thường gia tăng lôi kéo, mua chuộc, thậm chí cưỡng ép các nước nhỏ phải ủng hộ và đi theo do đó khi các nước vừa và nhỏ gặp khó khăn về kinh tế hoặc những vấn đề mâu thuẫn nội bộ không thể giải quyết khó có thể giữ vững độc lập trước tác động từ các nước lớn kết quả bỏ phiếu tại đại hội đồng liên hợp quốc về các vấn đề liên quan đến các nước lớn cho thấy từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc đa số các nước vừa và nhỏ đều lựa chọn chính sách phòng ngừa không đứng hẳn về bên nào quyết định bỏ phiếu tùy theo vấn đề và hoàn cảnh cụ thể đơn cử như tại các cuộc họp của phong trào không liên kết trong những năm gần đây. Belarus, Uganda, Zimbabwe, những quốc gia không liên quan trực tiếp tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã đi đầu phản đối các nước ASEAN cập nhật tình hình khu vực trong đó có tình hình Biển Đông. Trong bối cảnh trên, có thể thấy, khó có quốc gia nào luôn ủng hộ Việt Nam hoặc ngược lại trong những vấn đề liên quan đến quan hệ giữa các nước, nhất là các nước lớn. Nói cách khác, khó có nước nào luôn là đối tác hoặc luôn là đối tượng với Việt Nam. Mục tiêu trở thành một nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 chỉ có thể đạt được nếu Việt Nam duy trì được một môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển. Trong bối cảnh môi trường bên ngoài ngày càng phức tạp, khó lường và để hiện thực hóa khát vọng phát triển, việc xác định đối tác, đối tượng trong xử lý quan hệ với các nước, bên cạnh mục tiêu hóa giải các thách thức, cần đặt trọng tâm vào việc tranh thủ cơ hội, xây dựng lòng tin chiến lược với các đối tác bởi không có lòng tin chiến lược khó có thể yên ổn trong môi trường luôn bất ổn khó có nước nào cam kết hợp tác lâu dài với việt nam nhất là việc bán hoặc chuyển giao công nghệ lõi thế giới thay đổi môi trường an ninh phát triển của việt nam thay đổi mục tiêu chiến lược của việt nam cũng cao hơn giai đoạn trước cách xác định đối tác đối tượng theo thực thể được cho là đã hoàn thành đúng sứ mệnh trong bối cảnh mới cần xác định đối tác đối tượng theo hành vi cách xác định này phù hợp với những thay đổi của tình hình mới tạo thuận lợi cho quá trình xây dựng đồng thuận trong hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại. Cách xác định này cũng không ảnh hưởng tới chính sách của Việt Nam khi có thực thể nào đó luôn là đối tác hoặc đối tượng của đất nước ta. Cách xác định này cùng với phương châm thêm bạn, bất thủ trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh tiếp tục có ý nghĩa quan trọng trong xử lý các vấn đề đối ngoại, tạo thế và lực mới cho đất nước ta trên bản cờ khu vực và toàn cầu.